Rồi chào các bác, tiếp tục quay con thứ 16 nha. 300 tặng 8 triệu phụ tùng. Đợt này mình về thì có khoảng 4 chiếc là máy hắc á, máy thái xịn á. Thì các bác cứ cái máy thái xịn đợt này mình về là máy cũng thường thường thôi, giá để rẻ. Nam Định hả? Nam Định. Chú cứ lựa đi, hồi nó con tới con tính giá chưa? Wow, cabin này cabin gì vậy? Sao dòm giống như 105. Nó lột cái sạch bách rồi. Nói chung con này giá thì nó rẻ. Để họ mình quay mình kiểm tra luôn coi nó là sao cho các bác xem. Động cơ cũng còn êm. Cabin ở đây. Con này chắc chắn đầu máy là chữ Thái rồi. Thùng bọng thì cũng còn đẹp nha các bác. Mấy con tầm tầm này dễ mua, dễ bán, dễ xài lắm. Ủa, đâu mấy chữ Anh hả? Alo nghe. Dạ nghe. Thái 100% chứ anh. Xin lỗi các bác nha, vụ này đang quay có điện thoại. Quay rõ này tháng 10 24 rồi. Quay về người ta mới coi rõ được, nó còn quay mờ mờ đâu coi được gì đâu. Nó có mà lớn giác vô nhỏ nhỏ này đâu có chui vô lọt. Nhà phải quay coi mạng nó rõ lắm, rõ từng chi tiết luôn không? À. Em quay là em quay sát luôn á, em quay cho nó sáng chỗ chờ đèn pin thêm nè. Làm vậy cho nó rõ ràng. Bị cận cỡ nào, mắt già cỡ nào coi cũng dính đó nha. Ở nhà có laptop bự bự coi mới sướng. Coi điện thoại không có sướng. Sony Úc, coi đó sướng rồi. Sony 52 nên là coi cái này là bóp phát. Ủa đâu rồi, ba mới đây rồi ta. Đợi xíu nha. Rồi, xong một con nữa nha.